mission? Relax, Max. La mission de demain, c'est une mission, hein. Tu sors, tu rentres, comme un fox sur une banquise, et puis tranquille, quoi. Et puis, t'inquiète pas. Regarde, eux, là. Tu verras, c'est des bons gars. បងមានអ្នកគួរខ្ញុំអាចសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានអ្នកទាំងខាងអ្នកជំនួញ Tôi tập tập chịu ảnh xong sạch đi nhưng mà bắt đất đời.